Thưa quý vị, thưa các bạn, thương hiệu quốc gia không thể thiếu trong nỗ lực nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Đặc biệt vào thời điểm này, để cạnh tranh có hiệu quả trên thị trường trong nước cũng như ở thị trường thế giới, thì việc đẩy mạnh xây dựng thương hiệu quốc gia đúng mức và đúng cách là biện pháp bổ trợ đáng kể. Số lượng doanh nghiệp được công nhận có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia gia tăng đều qua các thời kỳ. Theo Bộ Công Thương, chương trình thương hiệu quốc gia cho đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu, tôn vinh các thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho thương hiệu quốc gia Việt Nam và hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực kinh doanh và giá trị gia tăng cho sản phẩm. Số doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia đều gia tăng qua 6 lần xét chọn. Chúng tôi là đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản, thì rõ ràng cái việc tham gia và được lựa chọn đơn vị 2 lần liên tiếp của chương trình thương hiệu quốc gia thì đây là một cái vinh dự đối với công ty, và công ty cũng xác định đây không phải là giải thưởng. Khi chúng tôi tham gia cái chương trình này sẽ giúp chúng tôi nâng tầm hình ảnh thương hiệu của công ty cũng như khẳng định được chất lượng dịch vụ cung cấp tới khách hàng. Giá trị cốt lõi mà chúng tôi luôn kiên định, tuân theo để trong quá trình phát triển doanh nghiệp cũng như là định vị thương hiệu ở trên thị trường trong nước cũng như quốc tế, đó là đầu tiên đó là luôn là người tiên phong trong cách nghĩ, cách làm cũng như là không ngần ngại đối mặt với cả khó khăn, thử thách. Thứ hai đó là luôn đổi mới, sáng tạo và áp dụng những cái công nghệ tiên tiến xuất sắc nhất ở trong sản xuất kinh doanh. Và thứ ba đó là luôn tuân theo 3 chữ tín, uy tín đối với đối tác khách hàng, uy tín trong chất lượng sản xuất và uy tín về đối với dịch vụ cho khách hàng. Năm 2018, vị trí thương hiệu của các doanh nghiệp được cải thiện 2 bậc, lên thứ 43 trên bảng xếp hạng nhờ đóng góp của chương trình thương hiệu quốc gia. Cũng trong bảng xếp hạng 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới năm 2018, do tổ chức Brand Finance công bố, thương hiệu quốc gia Việt Nam, Vietnam Value được định giá 235 tỷ đô la Mỹ và nằm trong nhóm thương hiệu mạnh trên thế giới. Thì tôi đánh giá chương trình thương hiệu quốc gia là một những cái chương trình chính thống và là một cái chương trình mà các doanh nghiệp tham gia cảm thấy tự hào nhất, vì chương trình này được chính phủ giao cho Bộ Công Thương là đơn vị chủ trì để đánh giá và ghi nhận những cái thương hiệu ngoài cái mục đích mà ghi nhận cái việc xây dựng phát triển thương hiệu cho người tiêu dùng trong nước, thì đây cũng là một cái chương trình để cộng đồng các doanh nghiệp sẽ gây dựng lên một cái thương hiệu, đó là thương hiệu quốc gia Việt Nam. Ở góc độ doanh nghiệp, chúng tôi nhận thức ra danh hiệu thương hiệu quốc gia không phải là một cái phần thưởng cho doanh nghiệp mà là một cái danh hiệu thúc đẩy, là động lực để cho doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp để góp phần xây dựng thương hiệu chung của quốc gia. Để nâng cao thế mạnh của thương hiệu quốc gia Việt Nam, tạo một chiến lược quảng bá đồng bộ, nhất quán và chuyên nghiệp về thương hiệu Việt Nam trên thị trường thế giới, Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương đang xây dựng đề án chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam giai đoạn 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình chính phủ phê duyệt. Nội dung của chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam trong giai đoạn mới sẽ có sự gắn kết thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp với hoạt động thu hút đầu tư, quảng bá văn hóa, du lịch, từ đó xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam trở thành hình ảnh tích cực, hấp dẫn và thu hút đối với các nhà nhập khẩu, các du khách, nhà đầu tư, người lao động và người tiêu dùng trên thị trường trong nước và quốc tế. Bộ Công Thương sẽ tập trung là quảng bá cái hình ảnh thương hiệu quốc gia Việt Nam, đồng thời là hỗ trợ các doanh nghiệp mà đã đạt có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam quảng bá cái sản phẩm của mình trên thị trường trong nước cũng như là thị trường quốc tế một cách mạnh mẽ hơn nữa, dưới sự phối hợp của các cơ quan liên quan như là Bộ Ngoại giao, như là cơ quan du lịch, như là cơ quan đầu tư, để mà có tạo ra một cái hiệu ứng tổng hợp nâng đỡ cho cái hình ảnh của thương hiệu quốc gia Việt Nam và từ đó tác động ngược trở lại nhằm là nâng cao được cái giá trị của các sản phẩm cũng như là các thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam. Việc xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam đòi hỏi sự chung tay lâu dài và bền bỉ của cả một dân tộc. Muốn thương hiệu được nhiều người biết đến, bản thân các doanh nghiệp phải không ngại thay đổi để phù hợp với yêu cầu của thị trường. Thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu quốc gia phải có sự cộng hưởng và tương trợ lẫn nhau để cùng phát triển.